gian hàng giới thiệu vải Việt Nam luôn đông khách. Ngoài việc được thưởng thức những trái vải thơm ngon, thì người tiêu dùng cũng được giới thiệu về quy trình tuyển chọn và quản lý chất lượng đối với quả vải. Khách tham quan đều yêu thích và đánh giá rất cao hương vị và chất lượng của loại hoa quả này. Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức quả vải thiều của Việt Nam. Nó rất mọng nước và ngọt. So với các loại vải khác ở Nhật Bản, tôi thấy quả vải của Việt Nam rất ngon. Từ cuối tháng 5, trung bình mỗi tuần đã có một chuyến vải thiều Thanh Hà được xuất sang Nhật Bản. Trái vải được đóng gói bắt mắt trong các bao bì với khối lượng khác nhau nhằm đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng Nhật. Nhiều cái thị trường ở nước ngoài như là EU, như là Nhật Bản, Hàn Quốc, như là Singapore, như là Úc thì cũng đã biết nhiều hơn đến cái quả vải thiều Thanh Hà của Hải Dương hơn. Và chính vì vậy cho nên là sức mua cũng như là cái nhu cầu của người tiêu dùng đối với cả ở các nước sở tại này, các nước nhập khẩu này với lại cái quả vải của Hải Dương nói riêng và nông sản của Hải Dương nói chung thì cũng sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn. Trong hai mùa vụ 2020 và 2021 vừa qua, trái vải tươi Việt Nam đã thâm nhập vào thị trường Nhật Bản rất thành công, với lượng nhập khẩu năm đầu tiên đạt khoảng 40 tấn và tăng cao trong năm tiếp theo đạt khoảng 300 đến 400 tấn. Vấn đề còn lại là quả vải Việt Nam phải nỗ lực đạt được những chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của Nhật để khẳng định thương hiệu. Chúng tôi có một chứng nhận an tâm an toàn, có tên là JAI. Quả vải Việt Nam cần phải cố gắng đạt được. Đây là một chứng nhận rất uy tín ở Nhật Bản. Chỉ cần nhìn thấy nó là người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền mua. Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong nước, cũng như các hệ thống siêu thị, hệ thống phân phối tại Nhật Bản, để đẩy mạnh công tác quảng bá nông sản Việt từ những thành công có được của quả vải.